Hello, hello, hello Xin chào anh em Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho anh em một cái combo farm Em farm rất là lãi nha anh em Nó profit khoảng 2k đến 6k FE Tùy vào cái khả năng anh em Nhưng mà min nó phải 2k FE trên giờ nhá Đây, với combo này thì em sẽ lấy cái Tỷ lệ xuất hiện của God of War này Tăng thêm cái drop quantity Tiếp theo là Lấy cái tỷ lệ xuất hiện của Dream thêm drop cái Dream này thì nguyên liệu nó rất là nhiều tiền nhá anh em drop rất là nhiều cái này thì em lấy là map map tia 8 và đây là drop hòm có tỷ lệ giết bot drop hòm đắc xua đắc xua thì em lấy tỷ lệ xuất hiện kết hợp với cả ra bot nha anh em em chỉ lấy đánh nhánh đầu thôi cho nhanh anh em ạ spam thì anh em có thể thấy em chia sẻ cái này là 2k đến 6k FE trên giờ nhá profit thì cực cháy luôn anh em ạ anh em có thể xem giá này Dream Talker cũng 7 FE một cái cái này cái này thì trung bình khoảng 2 FE 3 FE một cái tiếp theo là map nó drop rất là nhiều map luôn anh em ạ à. Map thì trung bình là 8 FM một cái này Tiếp theo drop đắc xua Đắc xua cũng rất là cao nha anh em Đây Tha hồ mà cho anh em farm luôn Giá rất là cao Em chia sẻ nhanh đến đấy cho anh em đây. Khi mà vào ấy thì anh em không cần phải combat nhá, không cần combat. Lâu combat. Chạy vào một cái luôn này. Chạy vào là anh em auto là có content. Ok chưa? Content nhá. Content là một này. Tiếp theo là Dream. Auto là có Dream nhá. Tiếp theo, God of War Glow Combat Mà có full content luôn Kết hợp với cả xua sure nữa Anh em farm thì thôi Tiền không là tiền anh em ạ Cách farm này là em đã farm từ đầu mùa đến giờ rồi Thấy nhiều anh em cũng hỏi Nên em sẽ chia sẻ cho anh em nhá giây Rất là nhiều tiền anh em ơi Đấy, hai map tia 8 này. 2 map tia 8, 4 map tia 8. For <laughs> beacon tia 8 lại sử. Content. Edit 5 Wow. 35 FE à. Tiếp theo, đắc xua nữa, đắc xua nếu mà có bot nữa nhẹ nhàng thì anh em cũng vớ một mớ này, anh em nhá. Ok, bye bye anh em, em chia sẻ nhanh cho anh em là như thế em sẽ xuất cái ô ô thôi chết <laughs> không xuất được anh em ơi không xuất được file thôi chết rồi thế thì em sẽ để em sẽ vào lại từng cái cho anh em xem nhá đắc xua này đây đắc xua nhánh này là một này nhánh này là hai gót War Cốt rồi vui nhánh xuất hiện này Thêm cả drop này Cái này là drop map Lấy drop map Mấy cả giết bot có thể lấy được dương Kẹp thêm dream nha anh em Nhánh xuất hiện này Thêm bonus drop quantity Ở đây thì sẽ lấy cái Này nhánh bên trái Ok Bye bye anh em Nếu mà không còn gì nữa thì Bye bye, hẹn anh em ở series tiếp theo. Nếu mà thấy hay thì nhớ cho em xin một like, một đăng ký kênh nha anh em.